Tao biết từ lâu rồi. Từ khi bà già mang tao về trả cho ông nội, tao với mày cùng mẹ. Nhưng tao không biết bố tao là ai. Tao định nói mày lâu rồi nhưng chưa có dịp. Bây giờ mày biết rồi, thẳng thắn luôn. Anh nói như thế ý là sao? Tao với mày không chung huyết thống, chỉ cùng mẹ thôi. Từ giờ thân ai người ấy lo. Việc nhà mày thế này tao thấy cũng phiền phức. Dạo gần đây gia đình có việc gì khiến tâm lý của con bị xáo trộn không ạ? Dạ không. À, cũng có một chút chuyện cô ạ. Nhưng cháu nó ở nhà ngoan lắm, cũng dễ bảo. Không hiểu tại sao lên trường lại gây gổ đánh bạn. Thôi thì gia đình cũng mong nhà trường và cô giáo thông cảm. Ở lớp con bị các bạn trêu chọc nên là đánh nhau suốt. Lần này đánh to nhất nên tôi phải mời phụ huynh đến đây để trao đổi. Con bây giờ chỉ muốn được đổi học thôi ạ. Sao thế được ạ? Tôi có tâm sự với con trước khi anh đến đây. Cháu có nói rằng là cháu bị các bạn trêu chọc vì bố là giang hồ, mẹ thì bỏ nhà ra đi. Con bất lực không muốn làm gì nên là chỉ muốn bỏ học thôi ạ. Bà nội cái mầm chả bao giờ nhìn mặt nó cả. Nhưng bây giờ biết cháu bệnh còn cho cháu được chỉ vàng, còn bác nó ấy, từ lúc biết tin đến giờ mất thâm mất dạng, chả thấy mặt mũi đâu. Anh Chí, anh ấy có nỗi khổ riêng của mình chị ạ. Sau này chuyện xảy ra như thế, bây giờ anh Tuệ còn không thèm nhìn mặt nữa. Anh ấy cũng khó nói lắm. Có những người từng lạnh, chả lạnh tí nào. Còn có những người tưởng là nóng nhưng mà nguội ngắt. Sao lúc nào cũng cảm giác là chị rất khắt khe với anh Chí ấy nhỉ? Bây giờ anh Chí mà đồng ý để xét nghiệm xong rồi hiến gan cho mầm, chắc là chị chả đành nhìn anh ấy như thế đâu đúng không? Nếu bố quên thì để con nhắc cho bố nhớ nhá. Bố chỉ có một thằng con đẻ là con thôi ấy. Thế sau này bố già yếu rồi bố có nhờ được mấy thằng người ngoài không? Đột hết đồ của nó cho tao, tiền và thẻ thu lại hết. Đứng im đấy. Bố, tiền là của con tự kiếm mà. Mày kiếm bằng hàng của tao, không có cái gì trên người mày là của mày cả. May ra còn cái xác. Bố, con xin lỗi bố, con biết lỗi rồi. Con hồ đồ được chưa? Mày không hồ đồ nhá. Nhờ có thằng Khải tao mới biết được mày ngay từ ngày trở về đã âm thầm bán bớt hàng của tao. Tin mày ha, để có ngày mày vứt tao ra đường hả? Tất cả là do thằng Khải Thọt ấy, nó xúi con ấy. Bố đi mà xử nó. Mày nghĩ bố mày ngu như mày à? Bố tin người ngoài chứ không tin con bố à? Bố ơi, bố ôm lắm tiền làm cái gì? Chép có mang đi được đâu.